nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý tính giả ba câu chuyện mà hay và mới nhất năm 2018 qua giọng đọc định soạn câu chuyện thứ nhất Nhạc tàn cảnh nhóm chúng tôi bỏ quê nhà lên Sài Gòn du học mỗi đứa ở một chỗ chỉ gặp nhau ngày chủ nhật để rong chơi cà phê cà pháo cho đứa buồn cô đơn nơi xứ lạ mãi cả tháng sau chúng tôi mướn được một chỗ để ở chung đó là một căn nhà hai tầng xinh xắn nằm trong đường hẻm đống đa gần trường thánh mẫu từ nơi này đi bộ qua trường nguyễn công chứ bên tân định nơi chúng tôi đang học cũng không xa lắm tầng trệt hơi tối vì không có cửa sổ thằng bảy và thằng phạm ở đó tầng trên sáng sủa hơn có cửa sổ thông gió hai bên hông nhà phòng ăn chung nhà bếp chúng tôi ít sử dụng bởi vì ăn cơm tháng đâu cần nấu nướng gì phòng ngủ hai thằng bạn kê hai chiếc giường ở chung phía trước là phòng thờ cúng bàn thờ lâu ngày không nhang khói lạnh tanh điêu tàn có lẽ vì quá cũ nên khi dọn nhà người chủ không muốn mang đi tôi ở trong phòng này rộng rãi không ồn ào dễ học bài đặc biệt nhà này phòng vệ sinh ngoài chỗ để tắm còn có một cái bồn treo lơ lửng trên tường dành cho đàn ông không thích hợp cho đàn bà không có nơi đại tiện nhưng cũng chẳng sao đi bộ chỉ 50 thước đến cuối hẻm có dãy public toilet nằm trên chiếc ao dòng buống tựa như ở quê nhà mỗi đêm chúng tôi hay kéo nhau đi tập thể lâu ngày cũng thành thói quen nhất là những lúc ngồi toilet sát bên với một cô bắc kỳ nho nhỏ, nhỏ ngăn cách nhau chỉ là một tấm vách lá rách nhiều chỗ vừa tôi lét vừa nói chuyện lãng mạn đời còn thú vị nào hơn thằng phạm ngoài giờ học chữ còn đi học thổi sáo với thầy nguyễn đình nghĩa tiếng sáo của nó ngày càng dữ dội động tim mỗi khi nghe nó thổi bài phụng vũ tôi muốn bỏ học về quê chăn châu cho hết một kiếp người tôi có ghi danh học thêm môn anh phần và mỗi tối thứ bảy có một đêm lúc tan học tôi thả bộ ngược đường hiền vương dọc theo bức tường nghĩ trang mặc định chi cao quá đầu để về nhà lúc đó trời mưa nho nhỏ chiều vừa đủ ướt tóc đường vắng hoe gió thổi mạnh làm rơi xuống những chiếc lá còn xanh chưa muốn rụng. gió cũng làm những ngọn thông phía trong nghĩa địa gieo lên vi vu réo rắt âm thanh mỗi lúc càng lớn thêm như tiếng sáo Tôi nghe giống như bài phụng vũ thằng Phạm hay chơi Mênh mông Rồi quyện vào cái âm thanh chơi vơi Của bài trương chi Hai thứ âm thanh ngược chiều Cộng hưởng tạo ra một tiếng âm thanh rất lạ Nửa tiếc thương Nửa nghe ai oán Từ một cõi xa nào Dòng âm thanh đuổi tôi càng lúc càng gần Như bước chân ai theo sau tới Mưa bắt đầu nặng hạt thấm vào áo Con đường hiện vương lùi lại Tôi rẽ vào lối bùi hữu nghĩa đường vắng lắm, những ngọn đèn trên cao hắt hiu rọi xuống thứ ánh sáng mờ ảo. Thấy lạnh, tôi đưa tay định kéo cổ áo lên. Chưa kịp, một bàn tay lạnh ngắt đã choàng các cổ tôi. Bất ngờ, tôi quay lại rất nhanh. Đầu của ai? Tim tôi đập thật mạnh, tôi đi như chạy. Vừa tới cầu sắt, tôi thấy một người con gái mặc áo dài trắng đi ngược chiều. Càng đến gần, càng nhận thấy chân của nàng không đụng đất. Sợ quá Tôi vụt chạy thật nhanh qua mặt nàng Táo trắng chợt như dài thêm Như muốn cuốn tôi vào Sự bỗng nhiên tan ra như mây Thấy là Tôi cố hết sức bình tĩnh để nhìn lại Bên kia cầu Có người mặc áo mưa kín đầu Đen thui đang đuổi tôi Tôi chạy thật nhanh Bóng đen càng chạy nhanh hơn Mệt quá đứng lại để thở Bóng đen cũng dừng lại Tôi tiếp tục chạy đến khi nghe được tiếng chuông nhà thờ thánh mẫu đỏ bóng đèn đã biến mất. Về đến nhà, mở cửa bước vào, vắng tanh. Tối thứ bảy đâu đứa nào muốn ở nhà. Tôi đi lên lầu, thay bộ quần áo bị ướt. Xong đến thắp hương trên bàn thờ. Một dãy ly hương cả chục cái, đâu biết là thờ ai. Nhưng có khói nhà, lòng tôi cảm thấy ấm áp, đỡ sợ. Đình nằm ngã lưng một chút, sẽ học bài. Vừa mới thiêu thiêu ngủ, tôi nghe có tiếng nước chảy dưới phòng tắm mừng lắm vì biết rằng bạn đã trở về. Tôi ngồi dậy đi xuống nhà bếp, nói với bạn vài câu. Thằng nào tắm sao không mở đèn, lười như heo. Tôi thầm trời, nước càng chảy mạnh thêm. Tôi đến mở công tắc điện, nước ngưng chảy, nhìn vào trong phòng tắm không đóng cửa. Đâu có thấy ai. Tôi nghĩ hay rằng mình đã nghe lầm tiếng nước mưa chảy trên mắng xối. Mưa gì mà dai dẳng, mưa hoài không dứt tắt đèn định đi ngủ nhưng tôi lại vén tấm màn sáu cửa sổ xem mưa đã nhẹ hạt hay chưa ngay lúc đó đèn nhà bên kia vụt sáng nhìn qua ô cửa kính không kéo màn chỗ tôi đứng chưa đầy nửa thước người con gái mặc áo dài trắng tóc xõa dài quá lưng đi tới đi lui như đang kiếm một vật gì đó rồi nàng đến bên tấm gương lớn đặt trên bàn trang điểm nhìn khuôn mặt mình trong đó sửa lại mái tóc có vẻ như đã hài lòng nàng đưa tay mở từ từ chiếc cúc áo chiếc áo dài được cởi ra treo cẩn thận trên móc chiếc đến là chiếc áo nịt ngực cũng được bung ra tôi bàng hoàng nín thở trời ơi một kỳ quan rực rỡ thênh thẳng trước mắt tôi thì ra tất cả những chuyện huyền bí chỉ ở sau một chút lụa là mỏng manh tôi đâu có đủ chữ nghĩa để diễn tả nhan sắc của nàng ngay cả ông nguyên xa có sống lại chắc có thể cũng chỉ viết được da em trắng anh chẳng cần ánh sáng tóc em dài anh chẳng tiếc mùa xuân trên cuộc đời này chẳng có sai nhân bởi anh gọi tên em là nhân sắc rồi nàng tắt đèn trên trần còn lại ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ tôi thấy dáng của nàng không che đầy chơi vơi nửa có nửa không tim tôi như ngực đập mãi cho đến lúc nàng cuộn mình trong chăn Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ vụt tắt Tôi thất thở trở lại phòng Những cái đèn trên bàn thả sắp tàn Khói bay nghi ngút Quyện vào mùi trầm mênh mông của góc phòng Tôi lên giường Ôm theo chân dung tuyệt vời và giấc ngủ Nhưng cứ chẳng chọc mãi Trong trạng thái như mê sảng. Tôi nghe trên ngực của mình nóng lắm Khó thở Rồi có một mái tóc dài trượt xóa xuống mũi tôi Hương quỳnh tan vào da thịt Gần như ngạt thở Tôi hoảng hốt đưa tay lùa giấc mơ tôi bật dậy đâu có gì chung quanh ngoài dãy lư hương buồn thiu bất động trên bàn thờ tôi cố gắng đi vào giấc ngủ nhưng cả đêm không tài nào có thể ngủ được chỉ mơ màng cho đến khi nghe tiếng dao mời của thằng nhỏ bán bánh mì biết rằng trời sắp sáng tôi thức dậy làm vệ sinh cá nhân vừa định đi tắm mới hay cả người tôi mùi khói nhang nồng nực gióng nước lạnh tưới xuống tôi tỉnh táo lại đôi chút trải lại mái tóc xe xua cuộc đời lạ quá tóc của tôi lược trải hoài mà không giáp bên ánh sáng lờ mờ tôi nhìn tôi trong gương mắt tôi đèn lấy môi tôi ngọt ngào như muối quýt chín cây chiếc mũi cao thon nhỏ nổi bật giữa làn da tươi non như trái mật vào mùa trời ơi tôi đâu phải là tôi kinh khủng tưởng rằng như đang mơ bằng hết sự can đảm nhìn thật kỹ trong gương lần nữa đôi ngực của tôi to tròn khêu gợi thẳng khóc với mặt phẳng của làn gương tôi chết sững muốn hét to để đánh thức nỗi kinh hoàng muốn bỏ chạy khỏi nơi u uẩn nhưng tôi không cử động nổi dùng hết sức lực tàn tay tôi đập mạnh xuống tấm gương dáng người con gái tôi đã thấy vào buổi tối như dẫy giụa nhiều lần tan ra trôi lênh đênh theo sóng thủy tinh rồi biến mất tôi bỏ đi thật nhanh bước ra cửa tôi gặp thằng phạm vừa trở về sau một đêm rong chưa mệt mỏi tôi đi như ma đuổi không quay kịp chào nó ghé vào quán bên đường uống một tách cà phê buổi sáng lòng nôn nao khó tả châm điếu thuốc tỉnh táo đôi chút hôm nay là chủ nhật được rảnh rỗi đến nhập ba gì chơi có bà con bên cạnh cũng đỡ buồn mãi đến tối tôi mới trở về nhà mở cửa nhà vắng hoe bạn bè chưa đến nào về cả. Tôi đi thẳng lên lầu, định lấy tập vở ra ôn bài cho buổi học ngày mai. Đúng lúc tiếng sáo thổi bài phục vũ của thằng Phạm trỗi lên. Mừng quá, có bạn trong lúc này thật là cần thiết. Tôi bước xuống định hỏi vài câu với bạn. Tiếng sáo chợt ngưng lại, nhìn quanh quất không thấy bạn đâu. Nhanh thật, tôi nghĩ chắc rằng nó ra ao trong muốn toilet. Tôi cũng thả bộ ra ngoài đó cho vui. Đêm nay trăng rất tròn và sáng tỏ tuyệt diệu trước mắt của tôi là một con đường trải nhựa thanh thang áo rau muống đã được lấp kín hàng cây đứng thẳng tắp hai bên như hai hàng nến đang cháy lung linh đưa tầm mắt xa hơn có một người con gái với đôi tà áo dài trắng đang phất phơ theo gió lùa trong bóng trăng lúc mà lúc tỏ từ từ tiến lại phía tôi đang đứng vừa đi nàng vừa thổi sáo khúc nhạc giống y như của thằng phạm cảnh đẹp người đẹp tôi như trời vơi giữa không gian khỉ ảo định đi vào nhưng bước chân vừa đặt xuống giọng đức đã lênh lạc phủ khắp cũng may tôi kịp rút chân lại nếu không biết có còn là tôi lúc đó trời rất vắng không một người đi toilet tôi trở lại nhà tắm rửa rồi đốt nhang trong lòng vẫn còn mơ hồ lắm màu khói nhang bay lên dù sao có chút nhang khói cũng cảm thấy dễ chịu cả đêm tôi miên man nghĩ ngợi về những câu chuyện liên tục xảy ra. Có thể nào tôi bị bệnh yếu bóng vía hay là tâm thần bất ổn. Gần đến sáng, tôi chậm mắt được một chút. Không có gì xảy ra. Mặt trận miền Tây vẫn còn đang yên tĩnh. Buổi sáng thức dậy, ngồi trước ban công ôn bài. Mấy thằng bạn tôi chắc đã tới lớp. Tôi được chống hai giờ đầu. Có thằng nhỏ bán báo đi ngang. Tôi gọi nó lên lầu mua tờ báo. Rồi gửi chuyện hỏi thăm về cô gái kỳ quặc đó. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt đầy bị ẩn Rồi hỏi ầm à, anh mới dọn về đây Sao quen được chị ấy Tôi trả lời nó À đâu có quen biết gì đâu Chỉ nhìn thấy Thằng nhỏ tròn xoe đôi mắt Anh nhìn thấy chị ấy Hay là nằm mơ Thật chứ mơ cái gì Tối hôm qua rõ ràng là anh nhìn thấy người con gái Mặt của thằng nhỏ biến sắc Nó nói như cả lắm Chị ấy chị ấy chết cả năm rồi hay là anh thấy mà tôi bắt đầu thấy lạnh người tay tôi run rẩy thằng nhỏ kể tiếp chị ấy là hoa khôi của cái xóm này con một học ở trường lê văn duyệt bị mất tích sau đó người ta tìm được xác của chị ấy ở ao rong muống bà má của chị buồn như điên anh không tin em thì cứ vào nghĩa trang mặc định chi sẽ thấy mộ của chị ấy dễ tìm lắm nằm sát vách tường của đường hiền vương tôi nghe lồng bụng lỗ tai ma có phải tôi đang gặp ma buổi chiều tan học còn sớm tôi tò mò muốn biết sự thật về câu chuyện kể của thằng nhỏ bán báo ghé vào nghĩa trang tìm được thấy mộ của nàng cũng không khó lắm trên bia mộ là một tấm hình của nàng tôi gặp đêm trước kinh hoàng quá cây nhang của đang cháy dở dĩa bánh giò bánh da lợn còn tươi vàng mã và bó bông hồng nằm ngay ngắn trước mỏ chắc rằng ba má của nàng vừa ghé thăm tôi cúi xuống đốt cho nàng một nén hương đúng lúc cơn rông ùa tới dữ dội những cây thông lả xuống gần mặt đất bó bông hồng bay lên cao những tàu vàng mã đủ màu cũng bay theo rồi mưa đổ xuống mênh mông dễ sợ trời đất trở nên tối đen tôi vừa bị ướt vừa bị lạnh tìm đường ra nhưng dòng nước mưa ngập cao mất lối những ngôi mộ như đang trôi trên biển rồi một tiếng kêu thẳng thốt lạnh tanh từ trên cao vọng xuống một con chim rất lớn lông trắng tươi như con thiên nga rất ngay trên mộ của nàng chết một cách thảm thiết tôi sợ quá bỏ chạy sóng vỗ ồ ạt quanh chân nghĩa trang mỗi lúc một lớn thêm những ngôi mộ trôi lình đênh trắng cả biển càng lạnh cơn đói bụng càng gào thét rã rời mãi rất lâu tôi đến được đường Mạc Đình Chi. Tìm một quán ăn nhưng không thấy. Con đường này tôi đi đi qua rất nhiều lần. Nhưng hôm nay thấy lạ quá. Phố xá thanh tham nhà cửa lộng lấy. Hình như mọi người đang ngủ im. Cơn đói trong tôi dữ dội. Chợt nghe thèm một tô mì sợi lớn của chú siêu kế dạp huê tinh. Hay giữa bánh tầm siêu mại ở quán Thuận Thành. Sát nhà ba cuội. Một đĩa cơm tấm bị sườn trà. Trứng của bà Năm Sót. Tô hủ tiếu của bà Tư Ổ tôi canh chua cá rô mề bà sáu mập hay lẩu gà anh đào gần cầu phán tệ. từng món ăn đi ngang qua trí tưởng tượng cơn đói hoành hành tàn nhẫn thêm vừa đi sắp là tôi gặp một người đàn bà trung tuổi mời vào trong nhà ngỡ là quán ăn mới mà buồn ngủ gặp chiếu mạnh. tôi đâu còn sức để từ chối bước vào trong nhà một căn nhà sang trọng hoành tráng tôi chưa bao giờ thấy chiếc bàn kê giữa nhà thức ăn đã dọn sẵn bốc khói và thơm lừng. giữa bàn là một ngọn nến đang cháy khung cảnh vô cùng lãng mạn người đàn bà mời tôi ngồi từ bên trong một kiểu nữ bước ra kiêu xa và quý phái nàng mặc một chiếc đầm màu hoàng yến với những hàng kim tuyến chiếu lấp lánh cổ áo xẻ sâu xuống để hở phần ngực nhấp nhô theo nhịp thở nàng chào tôi rất thân thiện nghiêng một bên qua má qua vai của tôi tôi đặt xuống nàng một nụ hôn nhẹ nhàng tôi nghe từ nàng thoảng ra mùi hương quế tuyệt vời chúng tôi ngồi đối diện bắt đầu vào tiệc món ăn ngon và lạ miệng quá trái cật heo hầm với cụ sâm ngàn năm được đựng trong một chiếc thố của vùng minh mạng gần hưu gân hưu thịt gà ninh thịt móng ngựa nèm công thấu thỏ nham bò và còn quá nhiều món ăn nữa liên tục được mang lên đói quá tôi ăn một cách vội vã quên mất người đẹp đang ngồi nhìn tôi, mỉm cười thật tội nghiệp. Đợi một chút, có thể biết nàng đã qua cơn đói. Nàng ân cần mời tôi nâng ly. Bộ đào mỹ tiểu màu hổ phách chạy qua cơ thể lưng lưng ra thịt. Bây giờ tôi mới thấy nàng đẹp, tuyệt vời và lộng lẫy. Rồi những dòng nhạc lừng danh chợt dành lên, âm thanh nồng nàn đắm đuối. Tôi dìu nàng vào trong điều slow ấm áp, chữ tình ánh đèn mở dần và chúng tôi hôn nhau giữa dòng âm thanh mênh mông dịu dàng nàng nắm tay của tôi chúng tôi đi vào trong phòng ngủ đêm huyền thoại rực rỡ mở cửa đợi chờ chúng tôi có với nhau một đêm rất thiên tưởng cho đến lúc ánh nắng chiếu vào mặt tôi như có ai đó đang lay vai tôi giật mình tỉnh dậy tôi gặp ngay người phu giữ mộ trời ơi tôi đang ngủ một đêm trên mộ của nàng trên tay vẫn còn ôm con chim đã chết cứng Tôi muốn nói vài lời Nhưng miệng tôi không mở được Nhưng nghẹn thở đưa tay vào trong miệng Tóc cả quần tôi kéo ra Kéo hoài mà không hết Quần áo tôi bị rách nát Những tờ vàng mã bị nước cuốn đi Trôi tấp vào người tôi Đủ màu tàn canh Người giữ mộ nhìn tôi lắc đầu Rồi lặng lẽ bỏ đi Câu chuyện thứ hai Chuyện ma pho tượng đá trên cát trắng Lần đầu đến với mũi tàu khiến tôi rất thích thú. Bãi biển mũi tàu trải dài, cát trắng phào phào, biển xanh ngắt. Mùa này vắng khách vì đã hết mùa du lịch. Tôi ngồi nhóm biển, bồi hồi, sóng vỗ rồn rập, hàng phi lao xeo hát. Rồi tôi lang thang đi dọc bờ biển và lên đồi cao. Ở đó tôi chợt nhìn thấy một ngôi mộ cổ làm bằng đá ong. Trên mộ có một pho tượng đá tạc hình đứa con nít đang ngồi tôi xoa đầu đứa nhỏ rồi lẩm bẩm lạ thật sao trên ngôi mộ cổ lại có hình đứa nhỏ đang ngồi nó có liên quan gì tới người ở dưới mộ chứ nhìn nó thật tội nghiệp hình như rằng nó đang chờ ai hay dưới mộ là mẹ nó tôi đứng thử một lúc rồi quay đi chiều hôm đó tôi lại ra biển buổi chiều êm dịu hoàng hôn như chiếc áo màu tím choàng lên mặt biển cả một vùng tím biếc. Đêm xuống rất nhanh, cuối cùng chỉ còn lại ánh sáng mờ, ánh sáng của cát trắng. Bất chợt, tôi thấy đứa nhỏ chạy tung tăng trên cát, hai tay dưa cao như vẫy vẫy. Tôi bước lại, đứa bé ôm chầm lấy tôi. Tôi ngạc nhiên. Kìa, cháu là con nhà ai? Mới có non nớt một tuổi mà đã ra biển rồi. Cháu không có sợ gióng gió hay sao? Đứa bé lanh lành đáp. Cháu không sợ gì cả Cháu quen rồi Biển đập quá chú Tôi cười rồi đáp lại Cháu còn nhỏ mà đã biết yêu biển vậy rồi sao Kể ra thì cũng gần dạ đấy Thêm chiều nào cháu cũng ra biển sao Đi bé rộn ràng nói Ngày nào cháu cũng chơi phí biển Dù cháu không phải là dân miền biển Tôi hỏi lại Thế nhà cháu ở đâu Mẹ cháu đâu rồi Đứa nhỏ buồn buồn đáp mẹ cháu bỏ đi mất rồi cháu không biết đi đâu nữa còn nhà cháu chú biết rồi còn gì tôi sửng sốt đáp lại chú đã gặp cháu lần nào đâu sao lại biết nhà cháu chứ cháu dẫn chú về nhà cháu đi đứa bé gật đầu nắm tay tôi dẫn đi phút chốc đến ngôi nhà nhỏ dưới một ngọn đồi bên trong có người đàn ông đang nằm ngủ đứa bé nói ông chủ của cháu đây cháu phải canh giữ chỗ ông ấy ngủ khi ông ấy ngủ thì cháu mới ra biển chơi tôi bùi ngùi đáp lại cháu còn nhỏ như vậy mà đã phải đi ở rồi sao tội nghiệp cháu quá hay làm cháu về ở với chú đứa nhỏ lắc đầu không được đâu ông chủ trách phạt cháu đấy cháu hầu hỏi ông ấy quen rồi công việc cũng nhàn nhã thôi tôi hỏi lại thế mẹ cháu bán cho ông chủ này có phải không rồi bái bỏ đi chứ Đứa bé tận ngần đáp Không phải đâu Mẹ cháu chỉ vô tình thôi Mẹ cháu tội nghiệp lắm Mẹ cháu đã hóa điên vì xa cháu Tương nghi hoặc đáp Chú nói vậy là như thế nào Chú không có hiểu gì cả Thế mẹ cháu bây giờ đang ở đâu Đinh nhỏ đáp giảm dạ, cháu vẫn thấy mẹ cháu đi tìm cháu Ở cái vùng biển này Ai cũng biết mẹ cháu và cháu hết Chú gặp họ là biết ngay thôi tôi xoa đầu đứa bé được rồi chú sẽ tìm mẹ cho cháu rồi chuộc cháu về bây giờ thì chú về đây trời khuya rồi đứa bé gật đầu ngày mai chú đi đến xoa đầu cháu đấy mà chú coi chừng gặp mẹ cháu đấy tôi không hiểu đứa nhỏ nói năng thế nào lúc thì nhớ mẹ mẹ nó nhớ nó mẹ nó ở xa bây giờ thì đang tìm nó nhưng có lẽ tại nó quá nhỏ nên trí nhớ không rõ nói năng luyện thuyền tôi bước dọc bờ biển trắng chợt nghe tiếng khóc của một người đàn bà tiếng khóc nức nở con con ở đâu mẹ nhớ con nhiều lắm hãy tha thứ cho mẹ một bóng trắng rũ rượi bước đi loạng choạng chị đi tìm con sao nó là đứa bé trai phải không người đàn bà ngập ngừng vậy ông đã thấy nó sao nó ở đâu xin ông chỉ giúp tôi chỉ về hướng ngọn đồi nó ở đó nó đang có đợi chị đấy mà sao chị lại bỏ nó bơ vơ như vậy chứ. Người đàn bà thổn thức. Tôi đâu có bỏ nó, tại nó bỏ tôi mà đi chứ, tội nghiệp con tôi. Tôi thắc mắc, sao lại như vậy chứ? Con chị thì bảo rằng chị bỏ nó, còn chị lại nói là chị đi tìm nó, chị không có bỏ nó. Thế là như thế nào? Người đàn bà đấm ngực thùm thụp, rồi rũ rượi bỏ đi, phút chốc biến mất về phía ngọn đồi đầy cát tôi lẩm bẩm người đàn bà tìm con trong bóng đêm có lẽ rằng chị ta bị điên rồi nhìn sợ quá nhưng mà cũng rất là tội nghiệp sao hai mẹ con họ ở gần nhau như vậy mà tìm hoài lại không có ra ngày mai mình sẽ tìm giúp họ tôi trở về khách sạn người ướt đẫm sương, tôi vào trong phòng ngủ và chìm vào trong giấc mơ tôi nghe thấy tiếng người mẹ văng vẳng con Mẹ đây này con ở đâu Tiếng của đứa nhỏ nghẹn ngào Mẹ con ở đây con đang tìm mẹ Rồi phút chốc Trước mặt của tôi hiện ra hình ảnh Của hai mẹ con ôm chầm lấy nhau Người mẹ con rất trẻ Rất đẹp gái Dường như là một mệnh phụ Gương mặt sáng ngời Đôi mắt lòng lành Còn đứa bé thì như thiên thần Người mẹ hôn con rồi nói Con mẹ đi tìm con nhiều lắm Thế con đã ở đâu mà lâu quá vậy đứa bé đáp lại con ở đây đợi mẹ chứ con có đi đâu đâu hai mẹ con sôi nổi nói chuyện tôi mở choàng mắt thì ra đó là một giấc mơ tôi thử người mình bị ám ảnh bởi hai mẹ con lúc đêm ta phải tìm gặp họ mới được mà biết đâu họ đã gặp nhau rồi ta đã nhớ hình như là ta đã gặp đứa bé ở đâu ở đâu rồi đấy tôi ngẫm nghĩ mãi nhìn không ra rồi tặc lưỡi nói tại sao lại cứ phải bận tâm mãi về cái chuyện đó chứ ta chỉ ở đây có vài ngày du lịch thôi mà nhưng hình ảnh của đứa nhỏ khiến cho tôi mùi lòng nó cứ ám ảnh tôi mãi tự nhiên tôi thấy tội nghiệp cho nó vô cùng ngày hôm sau tôi ra quán cà phê ở ngoài khách sạn sát bên bờ biển bà chủ quán hỏi đêm hôm qua thì chú lang thang ngoài biển vắng chú thấy biển đêm ở đây có đẹp không tôi gật gù đáp dạ đẹp lắm chị nhưng mà hơi buồn Và chị rất là ngạc nhiên khi mà tôi lang thang trong đêm Bà chủ quán cười Dĩ nhiên rõ Vì ít có ai dạo biển ban đêm lắm Nhất là khi ban ngày đang ngắm biển không có chán mắt à, Anh uống cà phê đen hay là đá Tôi kêu một ly cà phê đá Rồi chậm ngâm Bà chủ này Đêm qua tôi có gặp một đứa nhỏ Cứ chừng là một tuổi Cứ bám giết lấy tôi vậy Mà không biết rằng mẹ nó ở đâu cả Bà chủ quán sửng sốt Có chuyện đó sao Làm gì có cái chuyện đó Phải chăng là ảo giác của anh mà thôi Tôi chậm rãi nói Tôi trò chuyện cùng đứa nhỏ cả tiếng đồng hồ Nó còn dẫn tôi về nhà nó Tôi gặp của ông chủ nó đang ngủ Nó nói là làm công cho ông chủ Mà nó mới có một tuổi thôi Tội nghiệp nó nhiều lắm Bà chủ tròn mắt đáp Thế anh có thấy đứa nhỏ ở trên ngôi mộ kia không? Hay là hôm qua anh đã gặp nó tôi ngớ người hèn chi thằng nhỏ nó nói rằng tôi mới gặp nó nhìn nó rất là quen nay chị nhắc rằng tôi mới nhớ thế tại sao đứa nhỏ lại ở đó nó nói rằng nó đi tìm mẹ và tôi cũng đã gặp mẹ nó rồi mẹ nó đang đi tìm nó bà chủ quán kinh khiếp lẽ nào anh gặp ma biển rồi hai mẹ con đó là hồn ma biển đó tôi giật mình trốn mắt chị nói cái gì ma biển sao Tôi thấy đứa nhỏ nó bình thường thôi Tôi còn xoa đầu nó Nói với nó là tôi còn đi kiếm mẹ cho nó Sao lại là ma được cái chứ Bà chủ quán chép miệng Anh mới đến Chưa có biết chuyện về hai mẹ con đứa nhỏ đó đâu Nó ly kỳ và đau đớn lắm Tôi cập dập Chị có thể kể cho tôi nghe không Bà chủ quán chậm rãi kể Cách đây khoảng chục năm Có một chuyến xe ô tô chạy đến đây hồi đó vùng này còn heo hút lắm, chưa có xây nhà cửa như bây giờ. bất ngờ sẽ bị nổ lốp, mà giữa vùng biển này đâu có tìm ra chỗ sửa xe. thế là mọi người phải ngủ đêm ở đây, ai nấy đều đói vì mệt. trên xe có một thiếu phụ, bế một đứa con trai một tuổi. bấy bế con đi dạo một vòng quanh biển. sau đó bà đặt con lên ngôi mộ cổ và đi tiểu. lúc quay lại bế con, thì đứa nhỏ đã chết từ lúc nào người nó dính chặt vào đá ong không cách gì có thể rút ra được người thiếu phụ kêu ầm lên và nức nở mọi người trên xe chạy lại họ cố gắng giằng đứa bé ra nhưng mà đều vô ích trong đó có một người đàn ông thì nói là đứa nhỏ bị người trong mộ bắt mất rồi nó mới dính chặt như vậy vào đá người thiếu phụ thì quỳ khóc thảm thiết ai cũng bùi ngồi họ an ủi chị ta rồi bàn tán xôn xao làm sao mà đứa bé lại có thể dính vào đá được chứ Tôi chưa gặp cái cảnh này bao giờ Người khác thì lại nói rằng Có lẽ rằng đứa nhỏ đã chết vì xương lạnh Và mẹ nó thì vô tình đã đặt con lên bia mộ đá Nên đá hút chặt không cách gì có thể rút ra Người đàn ông trầm ngâm Tôi nghĩ là người trong mộ là một hồn ma Ông ta cần một người nói chuyện cho đỡ buồn Khi đứa nhỏ ngồi lên đó Cũng là lúc ông ta hiện hồn ra Người đàn bà chép miệng Làm gì có cái chuyện ma quỷ đó Ông chỉ đoán mò vậy thôi Người thiếu phụ thì thẫn thờ Gào khóc Rồi đấm ngực thùm thùm Ai cũng xót xa Bất người đàn bà lao đầu ra biển Không ai ngăn cản kịp Trời thì tối mò Đến sáng Thì mọi người thấy rõ hình ảnh của đứa nhỏ Bị dính chặt vào đá Còn xác của người mẹ Thì trôi giặt ở cuối hàng phi lao kia Mọi người trên xe đảo huyệt chôn người đàn bà xấu số ở đó vì người mẹ và đứa nhỏ đều không để lại tên tuổi, nên không ai biết đâu mà tìm, báo cho gia đình của họ. Như vậy đã bốn chục năm trôi qua rồi. Những người xa biển, họ rất sợ đi đêm, vì gặp hồn ma hai mẹ con lang thang. Họ gọi hai mẹ con hồn ma đó là ma biển. Bà chủ quán kể xong, mặt còn thẫn thờ tôi ngập ngồi Hèn chi đứa nhỏ cứ kể chuyện này nọ. Buổi sáng tôi có xoa đầu nó, và thắc mắc vì sao đứa nhỏ lại ngồi trên cái ngôi mộ này Thế có bao giờ mẹ con họ gặp nhau không chị? Bà chủ quán lắc đầu Chắc là không Vì mẹ con họ luôn đi tìm nhau Tiếng gào khóc ban đêm nghe sợ lắm Tôi ở đây nên tôi biết Tôi hỏi lại Thế không có ai thắp nhang cho họ sao? Bà chủ quán liền nói Có nhưng mà thỉnh thoảng thôi Ở đây ai chẳng nghe cái câu chuyện về hai mẹ con họ hồn ma lang thang trên biển tội nghiệp lắm tôi uống xong ly cà phê thẫn thờ bước đi rồi chân lại đến ngôi mộ cổ trên có bức tượng của đứa nhỏ tôi xoa đầu nó rồi xót xa chú bé chú đã hiểu câu chuyện của cháu với mẹ cháu rồi cháu có muốn chú tìm mẹ cho cháu không tiếng nói như mơ hồ có chú dẫn cháu đi cháu nhớ mẹ cháu nhiều lắm tôi dùng mình tôi đến ngôi mộ của người mẹ ở cách đó xa chừng 500 mét cỏ mọc xanh um sở dĩ tôi nhận ra ngôi mộ là vì có nhiều tàn nhang ở đó tôi đốt nhang cho người mẹ rồi lẩm bẩm tôi hiểu nỗi lòng của chị đêm nay tôi sẽ dẫn con của chị cho hai mẹ con gặp nhau rồi tôi quay trở lại khách sạn tối hôm đó tôi lại ra bờ biển đứa bé từ đâu tung tăng chạy lại ôm chầm lấy tôi chú mẹ con ở đâu Tôi dắt tay nó đến chỗ mộ của mẹ Nó như một đứa trẻ bình thường Không có gì là ma quái cả Cùng lúc đó Tiếng bà mẹ khóc than rền rĩ Người đàn bà xuất hiện khóc nức nở Con tôi đâu Mau đến với mẹ Tôi xúc động nói Chị, con của chị đây Chị mau đến với nó đi Người thiếu phụ gặp dập Đâu con tôi đâu Mau trả con cho tôi Đứa nhỏ ôm chậm lấy mẹ Nó tiêu tít con ở đây mà mẹ Mẹ đi đâu mà con tìm mãi Người thiếu phụ nghẹn ngào Con trai của mẹ Mẹ đã đi tìm con mấy chục năm nay Gặp lại con mẹ mừng lắm Nhìn cảnh hai mẹ con sum họp Tôi rơi lệ Người thiếu phụ quay sang tôi xúc động Cảm ơn ông đã giúp đỡ mẹ con tôi Cảm ơn ông Tôi gật đầu Chỉ còn muốn gì nữa thì chỉ cứ nói Tôi sẽ cố gắng Người thiếu phụ nghẹn ngào tôi nhờ ông về thôn lăn xa nhắn với chồng của tôi là ông vương vũ vũ đến đón tôi và con trở về tôi đồng ý và câu chuyện kết thúc rất kỳ lạ ông vũ đã tìm được vợ và con sau năm chục năm thất lạc ông bảo với tôi thật không thể ngờ được sau cái đêm định mệnh tôi đã mất liên hệ với cả hai mẹ con ngờ đâu vợ tôi lại nằm ở đây con tôi cũng như vậy tôi tò mò Thế mấy chục năm qua Ông không có tìm cô ấy sao Ông Vũ đáp Có chứ Nhưng bóng chim cá biết đâu mà tìm Cô ấy chỉ báo mộng là đã chết Có vậy thôi Cảm ơn ông rất nhiều Tôi khiêm tốn đáp lại Có gì đâu ông Nghe câu chuyện hồn ma trên bãi biển Mà tôi không hiểu sao lại có kết cục như vậy Có một điều kỳ lạ Là sau khi ông Vũ đưa được xác vợ về nhà Hòn đá trên ngôi mộ Cũng biến mất từ đó không ai còn gặp hai mẹ con trên bãi biển nữa Câu chuyện thứ ba Hai ông già Giặc Pháp tràn vào xóm Khoảng đầu năm 1946 Hay tin ấy Thầy giáo trích rất buồn Và căm hận Suốt đêm thầy không ngủ yên Dường như giặc Pháp bắn chơi cho vui Vì đạn dược còn quá nhiều Và tuy không phải là người lính chiến Đã từng xông vào trong trận địa Thầy gật cụ và kết luận tuổi thanh niên tiền phòng đã rút lui rồi Chẳng dám bắn một phát súng Để cứu vứt thể diện Cho đám con cháu lạc hậu Cho đàn cháu của ông Nguyễn Trung Trực Nguyễn Đình Triều Về khuya Tiếng súng thưa thớt dần Và trong xóm vắng đã bị tiêu thổ Vài con chó chu nghe thảm thiết lắm Thầy giáo trích lồm cồm ngồi dậy Tắt ngọn đèn dầu cá Rồi nằm xuống mặt đất Gió thổi lào rào Xương lùa vào gian nhà thêm lạnh lẽo bàn tay thầy giáo mân mê cái miệng sách nát còn tạm dùng được nhưng đầy giận dẹp ở phía ngoài cửa có tiếng ho sù sù thầy giáo ngồi dậy chưa dám lên tiếng thầy giáo thầy giáo ơi hồi lâu giọng nói ấy nghe ấm áp hơn tôi mà tôi là hương cả an mở cửa ra bộ thầy quên tôi rồi sao tôi muốn bàn với thầy một chuyện này ủa sao không có trả lời Tôi dình ngoài vách Thì rõ thầy thổi cái đèn cho nó tắt cơ mà Thôi thì thầy giáo trích đành phải lên tiếng Mời ông vào Ở cái thời buổi này khó sống quá Tôi sợ là Ông Hương cả an Đốt đèn rồi nói gì vào tay người bạn trẻ Tây nó đóng đồn Coi bộ mạnh dữ lắm Nó chiếm tới chợ cả mau rồi, Nghĩa là khắp Nam Kỳ lục tỉnh Như cái thời xưa vậy Mấy cái thằng thanh niên tiền phong này tệ quá Vô tình, ông Hương cả đánh trúng tim đen của thầy giáo trích, thầy gật cổ. Tệ thật đấy, họ không giữ được chữ tín với bà con tròm xóm. Họ thể ăn thua tới giọt máu cuối cùng. Vậy mà rút lui không kẹn không chấm. Như tôi đây này, cũng là thơ ký, kiêm bắn cứu thương. Vậy mà họ đi mất dạng không cho tôi biết. Té ra thì họ sợ rằng mất cả sự trầm tĩnh của con người, công dân thế rồi từ lúc nửa đêm về sáng hương cả an và thầy giáo trích trở thành hai người bạn tương thân tương đắc giống hệt nhau từ nhân sinh quan đến vũ trụ quan ông hương cả an cho biết bọn thanh niên tiền phòng là một nhóm người ô hợp trong đó có khá nhiều phần từ ẩm mướn và tay sai của thực dân từ trước mấy câu sấm chuyển long vĩ xả đầu được gọi lại để bàn tán bỗng dưng mà thầy giáo trích đâm ra hoài cổ ngâm khẽ khẽ câu thư khiển hoài của ông đặng dung hay đặng tất đời nhà trần thế sự du du nại lão hà thời lai đổ điếu thành công gì vận khứ anh hùng ẩm hận đa ông hương cả nói đúng lắm thế mà bọn thất phu mà gặp thời thì lên mặt phách lỗi kẻ anh hùng cam nuốt giận nuốt rất nhiều nhưng mà cái thằng cháu rể của bác bác giành lắm vài cái đứa chạy xuống miệt cả mau đem theo cả vàng bạc đồng bào quyên góp lại để mua súng đạn dọc đường lại còn dám chi hô bọn ăn cướp trận đánh rồi sau đó thầy giáo trích gật cổ sau đó thì đem vàng bạc về sài gòn làm ăn buôn bán tốt hơn thì mình nên lo cho phận của mình qua ngày qua tháng chờ khi nào cho nó sáng tỏ hơn bây giờ thì vàng thao lẫn lộn gà đã gáy sáng cái thư thất ở tận trong ngọn rạch súng ngoại đồn nổ vang ông hương cả tạm biệt thầy giáo trích nói với lại thầy yên tâm mình nên ở ẩn một thời gian mặc cho đời dị nghị rồi đây mười năm sau người đời sẽ hiểu mình hơn chừng nào thì ông sẽ trở lại đừng có quên cháu nghe bác ở đây một mình buồn lắm đừng có lo nói xong ông hương cả trở về nhà thầy giáo trích sống chưa chọn một mình từ hồi binh đao bắt đầu dấy lên ở sài gòn thầy đã biết lo xa cho vợ con về bến tre để khỏi bận rộn thê nhi người trong xóm lần lượt tàn cư cất tròi ngoài ruộng thầy giáo trích tha hồ lục lọi những nhà vô chủ ngày vui sướng nhất trong đời đã đến tình cờ gặp một bộ chuyện đông chu liệt quốc suốt ngày đêm thầy nằm vội đọc không bỏ sót một hàng đọc tới đọc lui năm bữa sau tự dưng thầy giáo trích tự phong mình là nhà thông thái thầy ghi chép tất cả cảm nghĩ lên giấy phê bình các nhân vật đông châu dưới mắt của thầy kinh khai là một kẻ dại khờ khánh kỳ yếu ly là kép hát vô danh thái tử đan là kẻ trí lớn tài mọn thầy muốn ghi lại tất cả kinh nghiệm từ ngàn xưa để hy vọng lưu truyền cho hậu thế ông hương cải lắc đầu thầy giáo nhớ tới tôi tôi cảm ơn ngặt trong cái thể loạn ly khó làm thi phú cho nó có thành thầy giáo trích này nỉ hết giấy rồi uổng quá tôi lục lạo mấy cuốn tập cũ của học trò bằng không thì bộ sách này còn dày thêm cả trăm trang ông cứ làm một bài thơ bắt cú để khi nào in rất thành sách cháu in bài thơ đó lên hàng đầu ông ghém tâm trạng u uất vào bài thơ ví thời đại này như là đông chu liệt quốc ai dám bắt bẻ rốt cuộc Ông Hưng cả nhận lời với một điều kiện nghe qua thì hữu lý Thanh niên tiền phong biết được bài thư đó thì nguy lắm Cũng như tập sách bình luận cổ kim của thầy Có thể làm bên kia thắc mắc Tốt hơn thì thầy xin làm thầy giáo vô ngạch của nhà nước Ông quan hai phật năng ở ngoài chợ là người hiền hậu Hôm qua ông ta mời những thân hảo tới Lập lại ban hương chức hội tế Để người An Nam cai trị người An Nam còn ông thì sớm muộn gì cũng về mặc xây Để làm người điều khiển hành khách du lịch Thầy giáo trích nhận lời Trên đường đi ra chợ Trong một thoáng Thầy ta thấy hơi chạnh lòng Làm sao lừa dối lương tâm được Như vậy là đã theo Tây rồi Một kiểu Tây hơi sạch sẽ Nhất là khi thấy vài cụ già Ngồi làm cỏ vườn kia ăn trái Hai bên đường Trải tờ gái lướt đều vắng Các cụ hiên ngang ở lại Giả dại giả ngây chào ông đại hương cả Chào thầy giáo giáo trích gật đầu lấy lệ giảm chào mấy ông bệnh nào nay mai thầy lên chức ông mấy hội quan hai phệt năng là người trọng dụng tất cả nhân tài thầy là trí thức sướng hơn tụi tôi tụi tôi tối ngày xăm xoay mấy gốc mặt cho tới chết ông hương cả xay qua mặt thầy giáo trích hay quá mình kiếm thêm vài chục trái mận sọc tặng cho ông quan hai phệt năng ông ấy ưa trái cây lắm vùng đất này từ hồi lâu nổi danh về mận ở đây có hai loại mận to trái ngọt như đường không có hồn nhiều người nhìn nhận ăn mận này ngon hơn ăn trái bôm, trái xá lị màu mẹ tươi tắn hơn thầy giáo trích cật đầu mận hồng điều ăn ngon vô kể ở bên tây làm sao tìm ra cái thứ trái đó vào buổi giao thông vận tải còn khó khăn dân làng sẵn sàng tặng cho thầy giáo trích 200 trái mận hồng điều. họ nói vài câu nghe đau xót mà chân thành. để mà làm gì, nó dụng xuống mương còn uổng. Biết là mấy ông tây đừng có đốn cái vườn mận nhà tôi là tôi vui rõ. trái mận trái cây mà hiếm hiếm. Biết là gốc cây còn thì trái vẫn còn. câu nói xa xôi mơ hồ ấy khiến cho thầy giáo trích hơi buồn. phải chăng mấy người đó muốn ám chỉ kẻ làm việc gian? chạy theo bơ sữa của quan hai việt năng là mất gốc sau khi trình diện với quan hai việt năng thầy giáo trích được cấp cho ngay cái giấy thông hành quan hai cân dặn. chừng hai ngày nữa tôi cho thầy dạy học tại cái chợ này giáo trích ngỏ lời cảm ơn quan hai việt năng nói tiếp tôi muốn làm cho thầy một ký thơ trong đồn này nhưng mà bấp bênh lắm rồi quan hai việt năng phản nàn về một vụ trộm cắp hết sức dữ dội cách chừng ba hôm trước bọn lính pháp và bọn thân binh phơi quần áo kaki kỳ bên hông đồn rẻ đâu dân ở gần đồn rủ nhau ăn trộm lấy tất cả quần áo và dây kẽm gai thủ phạm là một lũ trẻ con theo giả thuyết của ông việt năng thì chính bọn người lớn đã điều khiển cho bọn trẻ con thi hành chúng nó nhảy vào trong vòng rào cắt hai đầu dây rồi dùng dây đó mà quấn tròn gói gắm tất cả quần áo của quân lính ông việt năng điều tra thêm dân ở đây sống bằng cái nghề gì? Giáo trích đáp. Nghề trồng mận. Mận này ngon nổi tiếng nên bán với giá cao. Mận sọc đỏ và mận sọc xanh. Trong một thoáng, ông phải nâng công mày suy nghĩ rồi mỉm cười. Dường như hai cái lợp mận này quý báu lắm. Ở xứ khác có không? Tại sao xứ này lại có? Giáo trích ngự ngác. bẩm âm. Quan hai dịu giọng ngay. Ai đem hai cái thứ mận này tới đây Thầy giáo tìm tài liệu dùng tôi Mận sọc đỏ, mận sọc xanh Là thứ trái cây mới xuất hiện Tôi nào biết Nhưng mà mấy người lối xóm chắc biết rõ Họ ở đây lâu đời Phải không thầy giáo Giáo trích trả lời giọng ngây thơ bẩm quan lớn Để tôi mời hai ông già cố cựu Của cái xóm này tới đây Cho quan điều tra Vô tình mà thầy giáo trích lọt qua quỷ kế Của quân hai Việt Năng số lại tên quan hai này muốn nghiên cứu phong tục dò xét sự phản ứng của dân chúng khi người pháp đến tạo thành thanh niên tiền phong họ muốn đo lường sự trung thành của dân chúng đối với chính phủ pháp tới mức nào đầu chừng 10 phút thầy giáo trích trở lại đồn quan hai ăn mặc chỉnh tề vào phòng làm việc để đóng vai nhân vật quan trọng qua khung cửa gỗ hắn thấy thầy giáo trích và hai ông lão tiến vào cửa đội trên đầu hai thúng đựng đầy những trái mận đỏ mận xanh no tròn người lính canh chạy vào báo tin quan hai phiệt năng nói khẽ cho vào tự nhiên nhưng phải để hai thúng mận ở ngoài cổng mày lục soát thử coi có cái vũ khí gì trong đó không giáo trích được mời ngồi ghế quan hai gọi lính đem vào phòng hai chiếc ghế rồi mời hai ông lão ngồi hai ông lão lắc đầu xay qua thầy giáo trích như phân trần ngồi dưới gạch dựa lưng vô vách là được rồi tụi tôi đâu dám ngồi kiểu tây giáo trích nài nỉ ngồi trên ghế cho nó rồi mà quan lớn ra lệnh một ông lão đáp người ăn nam mình ngồi trên bộ ván chứ không ngồi ghế có hai kiểu ngồi chồm hổm hoặc là xếp bàn tròn ngồi trên ghế thì hai cái tay và hai cái chân nó tỏm ten kỳ cục lắm xưa này ghế chỉ dành cho vua hoặc là quan lớn thôi quan hai trố mắt khi nghe thầy giáo trích thông ngôn Thế là ông Hương Cả được gọi vào Ông Hương Cả xác nhận Người bình dân An Nam Có hai cách ngồi là xếp bằng Và ngồi trồm hổ mà thôi Quan hai hơi bực giọng Hai ông lão cứ khoanh tay Nhìn nhau Quan hai hỏi Sao họ lại dây mặt chỗ khác Họ khinh tôi sao Giáo trích khuyên nhủ Nhưng hai ông lão vẫn cứ cúi mặt Giải thích rằng Sợ lắm Thời xưa theo tục lệ của An Nam thì dân phải kính trọng xá quan, quỷ lạnh vua. Nhìn thẳng vào mặt người ta là vô phép. Bởi vậy khi tâu với vua, mấy ông tể tướng còn phải quỷ cúi mặt. Đã đến lúc không còn nhịn được nữa, nhưng quan hai Việt Năng là kẻ được đào tạo ngành gián điệp từ bên Pháp. Hắn đã lôi cuốn được hầu hết mấy ông cựu hương, chức hội tề, luôn cả thầy giáo trích. Dưới con mắt của hắn, hai ông lão kia thuộc hạng người khó mua chuộc. Và trước khi mua chuộc, thì hắn cần phải hăm dọa cho khéo léo dùng lời ngon ngọt nhưng gợi nhiều ý nghĩa xa xôi để hai ông lão suy nghĩ và càng suy nghĩ thì càng sợ oai lực của nhà nước pháp ông già này tên là gì giọng nói của quan hai trở nên cứng rắn ông lão thứ nhất vụt đứng dậy quan lớn gọi tôi quan hai Việt năng khoát tay ngồi xuống ông lão lẩm bẩm ngồi mà nói chuyện là vô phép hay làm giáo chức trận lời ông sợ ông chạy trốn cứ ngồi mà nói ông tên là gì dạ tên là mười bảy quan hai nói chậm rãi nhà ông chồng mận đỏ dạ đó là mận hồng đào xưa kia xứ này không có mận đỏ mấy thứ kia trái ăn hơi chát bán rẻ gọi là mận ta mận hồng đào có từ bao giờ tại sao trước kia chẳng ai nghe nói Lão Mười Bạch gãi đầu, xây qua giáo trích, khẩn cầu như giải thích rồi. Giáo trích muốn khoa khoang sự hiểu biết của mình với quan trường đồn. Thưa ông, hầu hết loại trái cây đều từ xứ lạ đem tới. Rồi nhưng nhận thấy sự lầm cầm của mình, giáo trích sửa lại. Thưa ông, tôi muốn nói là sầu riêng, trôm trôm, măng cụt đều là giống ở miền dưới. Tức là Mã Lai, Nam Dương đem lên Nam Kỳ. Còn trái mận hồng đào thì... Giáo trích cột hứng Cố tiếp lời Ông Mười Bạch ở xóm Ông Mười Bạch ở xóm này hơn 50 năm Chắc là hiểu rành hơn tôi Cách đây chừng 3 năm Mận hồng đào chưa có Ai đem giống mận đó lên đấy vậy Lão Mười Bạch thở dài Rồi cười nhích mép giản dạ nói ra sợ quan lớn chưa tin Tôi là người đầu tiên trồng giống mận đào này Tại xứ này Giống mận ở đâu mà có Trời mà biết Số là Lão Mười Bạch ngưng một chập rồi lại tiếp lời. Số là năm đó trong vườn nhà tôi trồng nhiều mận ta. Tôi ra vườn hái trái, thấy một cây mận hơi lạ. Lá nó lớn, bông nó to, nó kết trái. Đó là mận hồng đào. Tôi sực nhớ mấy năm trước, chim bay qua vườn của tôi từng bảy Và có một con chim lạ to lớn, mặt mày quái dị. Tôi muốn nói là... Quan hai nửa tin nửa ngờ, bèn thúc hối. Nói mau đi, Lão mười bạch đáp Nó ra sợ quan lớn chịu bài Số là con chim đó ăn mận từ xứ lạ Bay qua đây rồi tỉnh cờ ỉa xuống Cây hột mận còn nguyên chầm dễ rồi mọc lá Sự tích mận hồng đảo là như vậy Quan hai phiệt năng hỏi Còn mận sọc xanh Ai đem nó tới Ông mười bạch nhìn ông bạn giả từ nếp Anh cắt nghẽ đầu đuôi Cho quan am tưởng Tôi nói chuyện hồng đảo anh bạn nói chuyện mật giọng xanh đi Sự tích thì cũng giống như vậy thôi Lão tư nếp vừa nói vừa gãi đầu Dạ năm đó Tôi ra ngoài biển Cà Mau mà đánh lưới Tình cờ cả, cả một con cá hình thú quái lạ Chừng đem về xẻ làm khô Tôi thấy trong ruột cá có một cái hột gì màu đen thôi. Trông thử thì nó sống nhăn Mọc lên Trổ ra trái mận sọc xanh Mận xanh, mận hồng điều Đều, đều chiết nhánh được Lâu dần hai thứ mận mọc tràn lan thiên hạ chia thứ mận ta chát ngầm quan hai phệ năng đứng dậy cho hai cái ông già này về ta nghe chán quá một thứ thì do cá ở dưới nước một thứ thì do chim trời hai ông già này nói sóc coi chừng tôi đấy rồi xe qua giáo trích xong rồi đưa hai ông già ra cửa đi đến cổng giáo trích tạm biệt mười bạch và tư nếp mười bạch nói thầy giáo phá tôi hoài để tôi ở yên tại sao mấy ông tây ưa cắt nghĩa quá thì người pháp muốn biết về nguồn gốc và cái thứ trái cây lạ ở thuộc địa như vậy thôi mà hồi nãy mấy ông nói thật thế sao lão tư nếp đáp thì ông bà mình có câu cá nước chim trời cái gì lạ thì do cá nước chim trời đem tới trời mà biết được cắt nghĩa để làm cái gì hai thứ mật đó ăn ngon hợp với phong thổ nó sống hoài thầy giáo biểu tôi cắt nghĩa cho ông quan hai nghe về cái sự tích làm sao có thể cắt nghĩa cũng như thầy giáo hỏi tôi tại sao biết ăn biết thở từ dày về sau thầy đừng làm như vậy nữa tôi phiền lắm giáo trích bẹn lẽn tôi hứa để hai ông yên chứ khi nào quan hai muốn điều tra mười bạch nói cắt chỉ ngón tay vào một gốc cây đã trụi nhánh trong sân đây là cây mận hồng điều bốn biết thì cứ coi nó trổ bông kết trái mấy cha nội tây ưa đốn ngang để làm nọc răng sợ dây phơi quần áo coi bộ nó còn mọc hoài nói xong hai ông lão vừa đi vừa chạy giáo trích bị chạm tự ái đến gặp quan hai để mong giữ uy tín hai ông già đó lợi hại lắm có con cháu theo thanh niên tiền phòng đó quan lớn quan hai phệt năng gật đầu rồi đưa tay vũ nhẹ lên đầu giáo trích nhưng người cha khen đứa con thấu hiểu Thầy giáo trích thấy đau xót lại lùng